ai da, cho ban lon tăng lực uống. Trời ơi, uống tăng lực mà đòi xử ai, mệt tao quá. Này, tôi mời bà con tôi đây để mà tôi xét xử hai cái thằng này, nó mê gái rồi nó còn dê gái. Mà gái đâu là con của tôi. Trời, hai đứa con ông có đẹp đẽ ở đâu mà người ta dê? Đúng rồi, con ông chỉ sợ mất sợ rồi, hai con chỉ sợ lắm. Này, trời, mày, đúng rồi, hai bả ngựa quá thì người ta chọc ghẹo là đúng rồi. Chửi con ngựa. Con nó ngựa hơn con, nó đãi hơn con không chịu. Trời ơi, quậy một lần cho nó biết. Đồ ý vào là lôi thoát. Cái thằng Lung, Lung nhất trong đám. Mày làm mình. Tụi đứng lên bạn. Nói gì? Mày quá trời là Lung. Tao mày vừa phải là mày hay Lung. Tao nói mày. Gì? Nói gì? Mày đập mày chết rồi chứ mày. Đập ai? Ba. Về. Không làm gì đó. Mày có cao quá mày. Ba. Tao biết đâu. Nãy giờ nó quỳ gì ai biết không? Trời. Mày nói gì? Không có nói chuyện nhiều. Mày á em, cái thằng tóc nhiều nè. Tao trội cái liên đầu mày á, mày áo đỏ đó. Mày la. Thôi, ba làm gì là không được, ba bậy rồi. Bậy cái gì? Bị gì ba tóc ít, ba ganh tị, người ta tóc nhiều. Con ông nói à. Đưa lên. Nói gì với xấu ta không à. Sao mày đem mày bán đứt. Cười gì, mốt tao có tiền tôi đi cấy tóc rồi. Tôi cười gì. Ganh tị. Thôi đi. Giờ mày sao chưa thấy mà hai cái thằng nó. Vậy lên mày. Lên. Dạ. Để tưởng tao về nè. Đúng là khoản hả? Ai? Ủa mấy người có cái thằng này chết rồi hả? Trời ơi. Hả? Chửi ông á. Trời ơi. Cái ly mày cứ lấy bằng thằng nữa, ai chết mày? Hả? Thủ lắm. Đi lỗ đại ca. Trời đất ơi. Đại ca. Gì? Hai tên phá phách đã tới. Con phá sợ thằng này quá hả? Nó ghê. Xả ra. Chắc còn sẹo nữa. Trời ơi, mày xả mẹp ra giùm tao đi nha. Xả mẹp ra, đây nhà mình sợ ai mà gồng. Xả ra. Hai, ba. Trời ơi, trời ơi. Làm cái ghê. Làm cái ghê, mày đặt hết hồn mày. Giải vào. Đại ca. Hai thằng phá phách hết. Được. Tốt lắm. Hai thằng phá phách. Hai ba. Dạ, ba thằng. Ai nữa? Ủa? Mày nói lộn không? Hai thằng. Trời ơi, em lộn nữa. Đi lên. Đủ đấy. Mình đi lên. Dạ. Em đây. Buông ra, buông ra. Gì vậy? Ai làm mày gì đâu? Trời ơi. Có. Biểu lên. Đi lên đây. Biểu lên. Vậy đi. Khó lắm. Đẹp quay à. Khó lắm. Kỳ cục à. Phải kêu. Là gì đâu. Ra vậy là đúng rồi. Đây. Trời ơi. Em giữ nó đẹp ca. Rồi thanh bài. Trời. Để tôi. Mời nước ra. Tự nhiên kêu người ta lại mời nước tao uống à. Ai mời? Ai mời hai thằng phá phách này? Người ta hỏi mày đi lên không? Lên đâu? Lên bên kia. Chị. Tao tạt nước sôi nè. Lên không? Đập bây giờ. Lính lá của ba vậy không à? Gì không đó? Lính gì mà bóng kìa. Để người ta. Nghe tao hỏi. Hả? Con cái tao là cành vàng lá ngọc, đụng chạm với tụi bay. Hả? Mà tụi bay dám đụng chạm tới nó. Con. Dạ. Nó đụng chạm con gì? Con nói không? Làm gì vậy? Cha. Gì vậy? Dạ không đi chợ. Đó. Tự nhiên rồi là chồng con đứng lại cái xong rồi làm y lắm. Tại sao vừa nghe mắt người lại được ý đồ mày là gì? Con à. Ý đồ gì? Dạ. Cái này tôi bị tật mà. Trời ơi. Lẽ là tôi đi đá ông. Đá ông cho tôi ói luôn. Đá đây cho mày đá nè. Đây nè. Đây còn là quá đời. Người ta bị tật, tôi đá làm nhiều con hồi nào. Ở đời có ai tật kỳ cục không? Kỳ cục gì? Đứng ra đại đường đường cái ngựa đi rồi dễ dễ tự nhiên. Cái gì nữa? Tao bị tật. Mày bà cái này là quê, 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 quê. Câm lại liền. Nè, còn đây, còn con sao? Có ai ghẹo chọc con đứa nào? Thằng nào? Ông này nè. Mập này phải không? Mập này phải không? Ông mập này nè. Rồi sao? Tôi đâu có chọc ghẹo gì cổ đâu. Tôi nói con mèo tôi biết nói. Con nói xạo, tôi nói xạo.
tôi biểu diễn cho có coi thôi chứ tôi đâu có chồng ghẹo cổ đâu. Đâu biểu diễn sao? Biểu diễn sao làm tôi coi. Đâu, làm tôi coi. Đã luôn. Đây nè. Chị diễn cho chồng coi nha. Ừ. Tôi bông con mèo. Rồi. Mà con mèo của tôi nó đẹp lắm. Đẹp. Thấy không? Tôi tới. Cô gặp con mèo tôi. Cô nói bông mèo xấu quắc thấy gớm. Trời ơi, chê ta. Thấy chưa? Rồi sao tiếp? Nhưng mà tôi nói với cô đó, nó xấu thiệt. Nhưng mà nó biết nói. Ôi, biết nói chứ. Biết nói. Tôi đang hút thuốc, nó kêu ngao ngao, là nó xin hai ngao thuốc. Ông hiểu nói sao? Đấy, không được, đúng rồi. Con mới nói với cái thằng quỷ này nè, là nó phải nói gì về tôi mới tin. À, bởi vậy, cổ mới đứng trước mặt tôi, cổ ưỡn ngay vậy nè. Sao? Sao? Con đâu có bụng đâu mà ưỡn, con ưỡn cái khác chứ bộ. Ủa, nó không có chướng để con làm cho. Con mới nói với anh á hả? À, con mèo anh á nói gì về tôi mới tin. Sao mấy con đi trước mặt anh con đi vậy nè? Làm gì vậy? Sao mà con vừa mới ổn ổn vậy cái con mèo nó nói? Nó nói sao? Nó nói mèo mèo. Nó nói con mèo cò. Chẹo. Giờ tôi mới biết con tôi nó bị mèo 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 nhìn cái mặt ông như mèo. Mèo 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 nhìn cái mặt ông mèo mèo. Con mèo kêu con ổng bị mèo. Ổng quê rồi nên cái mặt ông méo tẹo. Ông anh ơi, ông anh. Trời ơi, từng ơi, đi đâu mà hối hả vậy? Ông anh. Tôi nhìn ông anh nhớ gặp ở đâu rồi á, quen quen phải không? Là thấy đẹp quá rồi đi theo. Tôi nhớ hình như là gặp ông anh đâu rồi nè, thiệt. Để tôi nhớ kìa. Nhận ra rồi phải không? Nhận ra tôi không? Đâu ta? Tôi... nhớ à. Trong tiềm thức là có cái hình này nè, có cái hình ảnh này mà sao không nhớ là gặp ở đâu? Trong tiềm thức nhưng mà tôi có hình nữa nè. Con nè, giống bị chán. Sao giống bạn ông nội tôi vậy? Đây nè, giống hơn nữa. Hả? Bị chán. Hai cái hình giống nhau vậy? Các cái nón à. Trời ơi, tôi đúng rồi. Có phải đây là cháu anh, của anh là cháu của Tú Xuất phải không? Anh là cháu bà Dài phải không? Nè nó nè. Trời ơi. Tôi hai đời mà vẫn còn nhận ra nhau luôn. Đúng. Anh tên gì? À, tôi là Tú Chiêu. Tôi là Ba Nhân. Ba Nhân. À, đúng là kỳ phùng địch thủ gặp nhau đó nha. Ờ, mẹ không? Cũng được. Mặt hơn tôi. À, anh đang ở đâu vậy? Lên phố. Thành phố làm gì? Đi xin vô học. Tôi cũng vậy, lên thành phố đi thi nè. Phải không? Ừ. Tôi cũng muốn đi thi. Vậy hả? Kiếm chút bằng cấp với người ta. Chứ ăn rồi tha phương về hoài. Ừ. Biết chừng nào mới khá nổi. Nè, chuẩn bị lộ phí chưa? Lộ phí hả? Ừ. Thật sự với anh, nói với anh nghe. Sao? Lộ phí hành trang của tôi á, chỉ là một đống sách vở thôi. Tôi đem kiến thức lên thành phố thôi. Tưởng mình anh tôi sao tôi cũng vậy vậy. Kỳ này tôi lên thành phố à, nhất định thi học trở thành người tài giỏi giúp ích cho xã hội. Câu đó anh nói là tôi chịu liền. Ừ. Tại vì anh biết sao không? Sao? Mình mà có kiến thức. Ừ. Mình không bao giờ mình sợ mình đói hết á. Quyết định như vậy đi. Nếu không lấy được cái bằng, quyết không bao giờ gặp nhau. Quyết định như vậy nha. Ừ. Ba Nhân, Tú Tiêu, lên đường. Đi. Hay. Ủa mày thật kỳ vậy? Sao? Sao kể chuyện cháu ổng tới 80 năm sau mà sao nó ngắn ngủn vậy? Anh đã nói rồi, anh nói tóm tắt thôi chứ kể sao được hết. Chuyện 80 ngày mới hết. Chuyện gì mà ngắn ngủn như cây củi vậy? Thôi vậy được rồi. Ê, sao? Còn chuyện gì vui nữa? Con. Thôi kể về. Ở quê, kể về quê mình đi. Ừ. Thôi để kể về quê anh cho. Thôi em kể quê em. Trời ơi mệt quá, giành nhau gì. Hồi nãy bốn người nói là bốn người quê ở đây, thì bây giờ anh Sơn anh kể trùm lụm vậy là hết rồi thôi. Đúng rồi. Không có, không có.
quê á, thực ra là quê anh ở đây thôi, còn ba đứa tụi nó là quê từng chỗ khác nữa chứ không phải. Đúng rồi, nãy cho em ghẹo anh vậy đó. Hả? Ừ. Vậy thôi bữa nào gần gần đây thì mình vẫn về chung ngoài bến chơi. Quê em gần nhất nè. Ờ đó vậy được rồi. Đâu? Quê em ở đâu không? Ở đâu? Quê em đẹp lắm. Ở đâu? Quê em Bạc Liêu. Trời, Bạc Liêu. Thấy gái Bạc Liêu luôn, gái Bạc Liêu đẹp mặn mà đẹp đẹp Bạc Liêu. Bạc Liêu luôn nó đẹp mà sao nó điệu quá vậy? Bạc Liêu anh đâu có ai điện nghe em đâu. Quê em Bạc Liêu thiệt á. Vậy hả? Đồ bay thẳng cánh. Chỗ đẹp lắm á. Quê anh là ở Nha Trang nè, miền Trung. Nha Trang cũng đẹp. Cắt trắng. Biển Nha Trang cũng đẹp. Quê Hương ở đâu Hương? Dạ Triều Châu. Bữa nay em mời tụi anh về ăn hủ tiếu Triều Châu ngon lắm. À vậy gần chiều nay mình đi luôn đi. Ở chợ lớn. Chợ lớn. Vậy gần không mà. Có. Ở đâu? Không phải chợ lớn. Ở đâu? Triều Châu Trung Quốc á. Bất ngờ quá. Góc của em bên Trung Quốc mà. Làm hết hồn hơn. Tôi đi xe lắc rồi sao đi. Bữa nào đi, bữa nào làm bữa đi. Kể đi, kể sơ sơ nghe trời chứ chưa đi không được đâu. Giờ nóng nữa kể gì nữa. Kể đi. Xuống đi mày kéo quần mày hoài. Kể đi. Được gió nữa. Kể cho, em kể về quê em đi trước ha. Rồi chị kể cho. Thôi ta kể, nhìn từ trung vô đi. Thôi 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 thôi. Trời khổ quá. Bây giờ kể hết rồi á, anh Tài với Linh á, nghe hết rồi. Mai mốt không có về nghe nữa. Bây giờ để từng người đi mai mốt nè. À, để tới Hương kể ha, cái anh Tài với Linh về nghe. Cái đợt sau nữa, cái tới Phượng kể, Tài Linh về nghe. Tới Cường kể, Tài Linh nghe. Cái dây nhiều như ảnh về. Đúng rồi, nhiều lắm. Mới vui không? Mỗi người kể gì chắc hơi hao rồi. Về bye bye ai lo? Thì giờ lo cài đi diễn đi, rồi kiếm tiền đi về, nhiều khi nó vui, nhớ. Còn mấy mình ép trung tâm qua biển nó lo cho mình, đặng mình mua vé máy bay mình về nghe chơi vậy thôi. Nghe đó nha. Ép cũng lo. Bây giờ sao? Đồng ý không? Giờ đi tắm đi. Tắm đi, đúng rồi. Em đưa ra bãi tắm. Tắm đi đi. Tắm đây. Tắm đây nè. Tắm nè. Đừng, đừng, đừng. Gì vậy? Đừng có tắm ở đây. Sao? Tắm đây không có vui đâu. Anh Tài với Linh yên tâm đi. Nè, để đưa ra đảo tắm mới đã. Đúng rồi, đảo hả? Đưa ra đảo là như tỷ không đi anh. Cái tài công đi. Không, tài công. Đây. Cái gì? Em lái luôn anh Tài ơi. Được không? Được. Trời đúng rồi, ảnh dân biển mà, ảnh lái tàu được mà. Đúng. Không những vừa lái nè ha, vừa lái nè, vừa kể chuyện cho mấy người nghe nữa. Trời ơi. Trời ơi, đã bất ngờ nữa. Có khi nào đang lái mà kể chuyện giống Titanic không? Có sao có. Trời ơi. Ủa sao này mình không chịu? Ông trai nghe có gì vậy Hồ Tiểu? Mà cái chuyện gì vậy? Nãy nói chuyện gì Tiểu à? Đưa ra đảo tắm mà bà này bà lái xong mà không biết lái xong mà đụng như cái cục đá giống như đường đây nè đó. Hai chị em mình nó có cục bút gì thôi giành nhau tranh nhau mà tao nó quánh lộn luôn hả? Bị chết luôn rồi đó, đó ý nói là chiếc tàu ra đó ông Sơn lo cái chuyện đụng như cục đá tét làm đôi hiểu rồi chưa? Hai đứa chết như tàu Titanic thì chưa chịu xỉu nữa. Đụng nhá. Một lần cao thiệt là đau để cố quên đi niềm đau. Thằng Quý Tử con bà đâu rồi? Ai biết thì kiếm nó hỏi đi. Ôi ghê. Gia tài có đúng thành con trai một mà nó hư gì mà hư dữ không biết. Nó hư vậy cũng giống ông thôi. Có gì lạ đâu. Con tôi nó phải giống tôi chứ. Chứ con tôi mà giống thằng khác bà yên được với tôi hả? Ông giỏi quá, ông công nhận nó giống ông vậy. Chứ sao phải không? Ừ. Ông công nhận nó giống ông thì ông đừng chửi nó mất công. Ông tự vô trong phòng, ông soi gương, ông chửi vô cái bản mặt ông á. Ừ. Trời đất ơi. Bà nghe. Gì? Dạo này thấy bà quá lắm rồi nghe. Làm gì quá? Ăn nói là lộng ngôn dữ lắm rồi nghe. Mà liệu mà lấy kim chỉ mà mai cái mỏ bà lại bớt đi nghe. Đừng có trách tôi. Nói chơi cho vui hả? Ông nói gì lộng ngôn? Ai nói gì lộng ngôn? Bà ăn nói lộng ngôn. Tôi nói gì lộng ngôn? Bà nói chồng bà nói này nói nọ bà chịu được hả? Rồi sao? Tại ai biểu ông nói sắp con chi? Ở quê là vậy á. Bây giờ bà muốn cái gì hả? Bây giờ bà muốn cái gì? Ông thách tôi hả? Ông muốn làm gì? Ông muốn làm gì ngon ông làm coi chơi à? Bà nói tiếng thách thì tôi làm cho bà coi. Thách ông á. Bây giờ bà thách tôi coi. Trời ơi, nó giết người nè. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, đánh vợ quá trời luôn. Trời ơi, nó đánh vợ nè. Vô ra trời ơi, nó đánh vợ nè. Vũ phu, cái thứ vũ phu à. Bà nín, bà nín. Nín chơi gì vậy? Bà nín coi. Ai biểu đánh tôi? Làm gì bà la bài hải lên bà con hàng xóm tôi qua sao bà đánh? Ai biểu ông đánh tôi chi? Tôi có đánh bà cái nào chưa? Chưa. Vậy sao bà la? La trước phòng hờ. Phòng hờ vụ gì đây? Hàng xóm tới là vừa. Đi qua ông chơi nào. Mệt quá. Lạ
lại bà. Lại gì? Biết tôi sợ cái miệng mà luôn à. Trời, miệng tôi còn sợ, đừng nói âm. Dẹp đi, đừng có nói ba chuyện đó nữa. Bây giờ tôi nói đến thằng con quý tử của bà nè. Mà lo mà dạy nó đi. Lớn rồi, lớn đầu rồi chứ phải nhỏ nữa đâu. Thì tôi cũng muốn cho nó có gia đình, đặng tôi có cháu nội chú ẩm đồng, nhà thui thủi con mình tôi buồn chết. Muốn có cháu nội thì cưới đi, bây giờ liên quan gì đến tôi nữa đâu. Vậy ông nói cái này mới lạ. Ông nói sao không liên quan gì tới ông? Con ông mà, cái vấn đề hạnh phúc gia đình của nó ông phải có ý kiến chứ. Dạ tôi lại bà, tôi gian bà. Tôi là tôi muốn có ý kiến lắm đó. Mà ý kiến của tôi có bằng ý kiến của bà không? Kiến tôi là kiến lửa bà đến kiến càng lận. Bây giờ tôi chịu bà không chịu được không? Thôi được rồi, tôi biết mà. Nói nghe nè, vậy là đồng ý cưới vợ cho nó phải không? Thì tôi nói vậy là chứ tôi đồng ý rồi. Ông nghe để nó vậy ha, lớn cái đầu rồi mà nó duy sau này sợ nó vô trách nhiệm tôi mệt lắm. Mày yên tâm đi, mà cưới cho nó con vợ về đi rồi nó biết trách nhiệm là cái gì liền. Phải không? Tôi bảo đảm bà vậy đó. Sao tôi lấy ông 30 năm rồi tôi có thấy ông có trách nhiệm gì đâu. Ừ. Trời đất ơi, hiền với bà cũng không nổi nè. Bây giờ bà nói tôi không trách nhiệm là sao hả? Bà nói lại tôi nghe đi. Không trách nhiệm chỗ nào? Tôi một mình, tôi một thân tôi cài cục mua nguyên cái nhà bự vậy nè. Tôi nuôi bà, nuôi nó. Bây giờ còn không có trách nhiệm là sao hả? Tội nghiệp quá, hay quá. Của trách nhiệm của người cha là phải làm là xây nhà lên là thôi hả? Dạ mẹ mà... con ta tứa ra đó là thôi hả? Trách nhiệm là làm sao dạy con cái nó nên người kìa, chứ không phải là xây cái nhà cho nó ở là có trách nhiệm. Một bữa giờ nó không nên người hả? Nó nên con khỉ hả? Nó không phải nên khỉ, ông đâu có biết đâu. Mà nó cứ nên cái con gì vậy nè? Con heo nọc, được chưa? Rồi chính xác, cái câu này chính xác. Tôi nói vậy bà là chính xác luôn hả? Ai mà con cái gì mà 29-30 tuổi đầu rồi mà không biết mần cái gì ở trên hết trọi, suốt ngày lu bu hết con nhỏ này tới con nhỏ khác. Tôi nói thiệt, tôi không biết cái thằng đó nó con ai mà nó... Bà nói lạ, bà mẹ nó, bà đẻ nó ra, bà không biết nó con ai, sao tôi biết được? Thôi nghe, tôi không thích cái giọng đó nghe. Rồi thôi, tôi xin lỗi được chưa? Có con này mới vừa bụng nè, vậy mới được chứ. Ông thấy không, tôi nói thiệt với ông, tôi nói thiệt, tôi đẻ ra mà tôi vô phước, con trai nó không giống tôi một chút xíu nào. Hai cha con ông y hệt cha, tôi nói đẻ ngang vậy, cái trời ơi, sao ai sinh đôi luôn. Trời đất ơi, vậy mà còn nói nữa. Trời đất ơi, bà gom tôi sinh đôi với con luôn hả? Cũng may à, ba tôi chết rồi chứ mọi bà nói ba thế hệ sinh đôi lắm. Thì nó giống ông, đó, tôi nói nó giống ông thôi. Rồi, được rồi, mặt mũi tướng tá y chang như tôi. Cái tính là y như bà đó. Ông nói vậy là sao? Giống tôi là giống cái gì? Trời đất ơi, bộ tôi nói không phải sao mà la. Giống cái gì? Bà nhớ không? Năm bà 16 tuổi bà nhớ không? Cái gì? Bà vừa thấy được cái sắc đẹp của tôi, bà chiêm ngưỡng được cái nhan sắc của tôi, bà cuốn gói bà theo tôi. Lấy chưa ăn miếng nằm, lấy đã hết luôn. Nghĩ sao ông nhìn kỹ coi. Ông tự vô ông soi gương coi ông có đẹp không? Trời ơi, sao ông tự tin dữ vậy? Chứ sao hồi xưa bà mới gặp tôi bà khen tôi quá trời mà. Hồi đó học quá nó cận, chưa có đi mổ. Đâu có đi mổ mắt đâu. Thấy trời ơi, nhìn vô trời, chàng trai nào đẹp dữ vậy trời. Sao nó cao ráo, tên nó cái gì nó cũng cao. Người nó cao, mũi nó cao, đẹp quá. Xong lấy về ngay cái đêm động phòng. Trời, cái miệng nó cao hơn cái mũi luôn. Trời, vậy bà chửi thẳng đi, bà nói thẳng đi. Ông là thằng hô, bà nói thẳng vậy đi. Lương tâm không cho phép, bị sợ đụng chạm nhiều. Nói thiệt cho bà phước đức lắm rồi đó. Bà lấy được tôi đó, cái, trong cái dòng họ tôi hả? Tôi nè, mớm nhất đó. Khỏi cần kể, làm dâu mấy chục năm biết rồi. Bữa đám cưới đó, sao? Để nguyên dĩa heo quay có ai ăn được đâu. Cứ nhìn cười không à. Nhưng mà ông nói lại đi, ngày xưa ông đeo đuổi tôi. Chứ đừng nói mà tôi đeo đuổi ông, muốn nói. Mệt quá đi. Ổi, hai đứa ổi hết trơn, chứ phải mình bỏ ổi đâu. Chết cha. Trời đất ơi. Nói gì vậy đó? Thằng quỷ tử của bà về, thôi tôi lên. Đi đâu? Ngồi đây nói chuyện chơi chứ đi đâu hả? Mặt thằng này tôi dị ứng. Làm gì dị ứng? Mỗi lần thấy nó, cái mặt nó là cái mặt tôi máu nó dồn lên mặt.
tay chân ngứa gáy, nhìn cái mắt nó giận. Giận đi. Thôi thôi. Bà đây nói chuyện nó chuyện lắm. Muốn làm gì làm. Lên đây. Bực bội. Giọng con. Cứ thấy con cái là sợ, thấy con cái là sợ. Tôi không hiểu được ông luôn. Ôi. Ủa, con đi đâu mà giờ mới về? Về sớm vậy con? Đi uống cà phê với mấy con ghẹ được không? Ủa, con ghẹ nào mà sao má không biết à? Mấy con cà chớn xà bát không mà má biết làm gì? Trời đất ơi, vậy chứ con dẫn nó đi đâu? Thì đi vòng chơi. Ấy lắm thì đưa vô phòng trọ, ở đây phòng trọ thiếu gì? Trời ơi con ơi, cái đó không nên đâu con. Sao mà không nên? Con dẫn nó vô mấy cái chỗ đó lỡ người ta khám xét cái này. Người ta thấy nó trong đó rồi người ta ghép vô cái tội nó con gái không đàng hoàng, tội nghiệp nó con. Chứ nó có được đàng hoàng đâu mà má nói. Con nói vậy không được. Đây nè má nói con nghe nè. Con muốn cái gì con cứ dẫn về nhà. Ba má có cấm cản gì con đâu. Thôi. Dẫn về cái nhà này. Lỡ có cái chuyện gì á, sau này nó biết nhà, nó tới nó nằm dạ, nó đòi này đòi nọ, má chịu được không? Con nói chuyện nữa. Mày ngồi xuống đây mày nghe má nói. Má nói rồi con đâu có điếc. Thì mày ngồi xuống. Ngồi đây, nói đi. Đẻ ra nó đàng hoàng, nó lịch sự mà có cướp giật của ai đâu mà giờ sao mà dây xiềng, dây xích gì đâu mà quá trời quá đất thì không biết. Trời ơi, cái này là cái model người ta, hip hop của ta, má hỏi chứ không biết gì. Sao tao thấy đeo cái đó nó nở chứ có hốt gì đâu mày ơi. Nè mà nói con nghe nè, con lớn rồi, không? Cũng phải tính chuyện lập gia đình với người ta. Không lẽ suốt ngày chỉ rong rong chơi chơi những đứa không ra gì rồi quanh năm suốt tháng vậy. Con này si đa chết à con à. À chết, chết còn đỡ hơn là sống mà phải khổ. Trời đất ơi, con nói gì đâu có được. Gia tài ba má chỉ có mình con à. Con có bề gì á, rồi lấy ai nói giỏi tâm đường. Trời ơi, nói giỏi tâm đường. Cái tâm đường này có gì đâu mà hay ho mà phải nói giỏi. Ha? Con nói vậy là không có được nha. Mẹ nói cho con nghe, lớn rồi phải lo có vợ có con rồi làm ăn với người ta. Thấy không? Đây nè, má nói cho con biết, ngày xưa đó bác hai của con bằng tuổi con là nhà cao cửa rộng kẻ hầu người hạ. Thấy không? Tiền bạc xe cộ đầy đủ chứ đâu có rong rong như mày. Bởi vậy bằng tuổi của ba là ổng đi gai rồi. Trời ơi, ổng chết đó là bị gì ổng bị ham tiền. Ham tiền lo làm quá mới chết sớm. Rồi để tiền để của lại, để vợ để con lại. Vợ thì để cho người ta xài, còn con để cho người ta sai. Thì đâu phải má bắt ép con mà làm lụng cái gì đâu. Chúng bắt con gì? Nhưng má chỉ muốn con nó có một cái cuộc sống này cho nó ổn định. Có nghĩa là con có vợ có con ha. Đứa nào cũng được. Để ba má có một đứa cháu bồng ẩm cho nó vui nhà vui cửa như người ta. Nhưng như đó thôi hà. Vậy thì dễ, có gì đâu khó. Rồi má ngồi đó má chờ đi. Con chỉ cần đi một vòng thôi là 9 tháng 10 ngày sau má có 5-7 đứa mà. Bảy. Trời ơi, tao muốn đưa cháu nội chính thức kìa. Chứ tao đâu có muốn ba cái rơi rớt nó làm gì. Nội chính thức gì? Đưa ai về đây má cũng chê hết á. Chê này chê nọ. Ai đưa về đây má cũng không chịu. Đưa về má chê, má lắc đầu hoài. Nè, con hỏi thiệt má nha. Má có chơi thuốc lắc không? Bậy bạ nè. Cái gì vậy? Tao nói thiệt mày, cả đời tao chưa dùng viên thuốc cho đừng nói uống thuốc lắc. Thiệt không? Thiệt. Cả đời không dùng viên thuốc nào phải không? Bệnh hoạn cũng không dùng đúng không? Thiệt không? À, thì quá có á. Ngày xưa có nhưng mà dùng có một thứ thuốc nè. Thấy không? Sao mà con dẫn ai về má cũng chê, má lắc đầu hoài vậy má. Thì má thấy không được, má nói không được. Không được nghe. Đó, con hỏi má nè. Má biết con Xuân, má biết con nhớ con Xuân không? Con Xuân mỏng á, con dẫn về đây. Má chê, má nói trời ơi, con nhỏ này nó mỏng quá. Không được, nó yếu tướng lắm. Là sao vậy má? Thì nè, má nói con nghe. Sao? Con gái con lứa gì đâu mà nó ốm yếu quá như vậy. Nó chết yếu đó con ơi. Chết yếu? Thì bây giờ mà nó mau chết vậy. Rồi mình mới kiếm vợ khác được. Chứ không lẽ cả đời sống với một người hoài hả? Chán chết.
Nhưng mà tao nói rồi, má nói không có được là không có được. Con gái gì mà trời ơi, tao thấy người ngợm nó suông được thấy gớm. Con cưới hay má cưới thì má lo. Thôi con ơi, má nói rồi, rước ba cái thứ đó về tốn thuốc lắm con ơi, không có được. Tốn thuốc là sao? Con gái con lứa gì mà trước sau như một à. Sao con không quan trọng, má quan trọng chuyện đó. Má nói con gì? Đừng buồn nghe. Thiệt á, cưới con đó về rồi á, nó nằm á, nó ngủ á, thiệt không biết nó nằm ngửa hay nó nằm sấp luôn. Con không biết nghe, con nói thiệt má đừng buồn nha. Không biết hồi đó nghe, bà nội mới có chê má như vậy không? Thôi nha mày, má phê bình ta dữ vậy. Phải chê thôi chê. Bây giờ má nói vậy đó, con đưa cái thứ yếu tướng là gì à? Muốn có một đứa con cũng khó khăn lắm con ơi. Thì con sẽ làm cho nó có. Thì nó dù mà nó có đi nữa đó, nó cũng èo uột lắm con ơi. Sắp bị cột nhiên. Con xuân rồi má chê ốm sợ chết yểu. Còn đây con Trang á, ta mập mạp, ta sức khỏe vậy á. Vợ của con thiệt bỏ đói 3 tháng cũng không sao. Rồi má cũng chê nữa là sao? Trời ơi, má nói không có được là không có được mà. Không được. Con gái con lứa gì đâu, chưa chồng mà ăn uống không có kiêm cử gì hết. Người có tròn do như cái hộp vịt lộn mà. Nhìn như con cá bóng mú à, thấy không? Bây giờ là sao vậy, má nói sao? Tao nói thiệt với mày nha. Bữa mày có thấy không, bữa sinh nhật tao luôn. Dạ. Trời ơi, nó đặt cái đầm vô. Tao nhìn tao còn hết hồn, mày nhìn cặp giò nó không là tao thèm nước mắm đường rồi. Giò mà tao thèm mắm đường. Má là sao má? Mày nhìn hai cái bắp chuối nó nhìn như hai cái trái sồi tượng thấy gớm à. Dạ, má nói con mới để ý không những bắp chuối, con Trang nó bự thế. Bởi vì má nói không có được. Đây nè, con gái á mà cái tướng mà nó tròn do như vậy, thấy không? Trắng nõn nà mà cái lưng tôm như vậy, sau này nó đẻ sai lắm, trời ơi nuôi không có nổi đâu con ơi. Trời ơi sao kỳ cục ghê vậy? Người ta ốm o tao ghê, má nói là đẻ không được cho má cháu. Rồi vợ, người là đẻ nhiều, má cũng không chịu, giờ ý má sao? Má lo là cũng lo cho mày thôi chứ lo cho tao ha. Thôi vợ nè, giờ con Sương không chịu, con Trang không chịu, chỉ con Hạnh. Thôi mà má lại con. Sao lại con nữa? Cái con Hạnh mà cái con lùn mã tử đó, đầu đuôi có thứ mốt mấy phân đó ha. 5 phân. Sao má? Sao tao thấy không có đứa nào coi được hết trơn. Bây giờ nè, ốm cao không chịu, giờ mập mạp cũng không chịu, giờ thấp thấp vừa người cũng không chịu, giờ mới nói sao, con Hạnh làm sao mới nói con nghe đi bị gì? Tao nói cho mày nghe nè. Dạ. Trời ơi, con gái con lứa gì đâu mà cái tướng nó xấu, xấu mà xấu kinh hồn luôn. Xấu sao? Cái tướng gì mà cứ 10 giờ 10 biết thì làm sao sống? Mày đi ra đường mà mày nghĩ sao nó cứ chỉ như cái đồng hồ 10 giờ 10. Mày nói sao con hình dung 10 giờ 10 mày mường tượng không ra phải không? Không ra. Mày nhìn cái cặp chân nó đi chưa? Sao? Một chân nó đá số 10 ha. Một chân nó đá bên này ha. Đó, nó đi nó vậy nè. Nó cứ vậy nè. Nghĩ sao con gái ra đường đi thấy gớm không? Công nhận giờ má rồi. Làm lại con mới thấy là vậy là má gọi là tướng 10 giờ 10 hả má? Ờ. Nhìn cái tướng nó coi không được con ơi. Bạn bè bộ bịch ta đứa mà không chê. Biết giờ sao cho vừa làm má. Bây giờ này. Có con Huệ. Con Huệ là con nào? Huệ khoe của. Vậy cái con nhỏ mà người mỏng mỏng mà cái bụng mà có dày mo đó ha. Dạ. Thôi mệt quá con nó coi còn không được hơn á. Con không được sao con không được? Nó nghĩ sao con không được? Mày nghĩ coi con gái con lứa gì mày đi ra đường mà cái ngực nó tấn không có vừa à. Phải đưa cái này vô nè. Cái tấn công rồi cái mông nó phòng thủ như vậy nè. Mày coi được không? Coi cái tướng là cái không ưa đâu. Trời sinh ta vậy mà sao không được con ơi. Tao ghét cái thứ con gái mà đi ra đường mà cứ ngực xé gió đi trước mà cái mông nó lả lướt theo sau coi nó dị hổm. Ai cũng chê hết á. Trời đi á, bạn bè bộ bịch ta về á, chê là chê ốm, rồi chê là mập, rồi giờ chê á là dày nọ rồi tùm lum la hết á. Con hỏi má nè. Bạn ơi, cái miệng người ta dày á, má cũng nói là không nên, yểu tướng. Rồi cái người người ta á, mỏng mỏng má cũng nói là ốm o, nuôi không nổi. Rồi á, miệng mà rộng quá mới nói là tan quan cửa nhà, rồi này rồi nọ. Trời ơi, không biết sao mà nói chứ, vừa lòng má nữa nè. Trời ơi, má nói con nghe nè, ý là má muốn kiếm cho con á, một người vợ là phải trên trung bình. Đại khái như là nó như má vậy nè, không? Là mắt nó phải long lanh đa tình nè. Mũi nó phải cao thanh tú nè, miệng nó phải đẹp đó, cổ nó phải cao nè, ngực nó phải đầy nè, bụng nó phải thon nè. Thôi được rồi, má
má con stop được rồi, má đừng có đi xa hơn nữa. Má ngừng đúng chỗ rồi. À, ý của má là đại khái là phải giống má. Đúng rồi. Cái bộ con nhỏ này nó thương con lắm, nó tên là con Hồng, nó y chang như má vậy đó, dễ thương lắm. Đó, cái người đó là người má muốn tìm cho con. Tại vì mẹ con tả sơ cho má coi nghe. Đúng đúng. Dốc dáng người nộm y chang như má luôn. Cái mặt nó là con tươi vậy nè. Đó. Mắt lúc nào á cũng lẳng lơ á. À phải, cũng lãng mạn hết á. Còn á, sống mũi của nó má biết không? Trời ơi, sống mũi y chang má là sống mũi sọc dưa. Vậy, sọc dưa là sao? Không, không phải, con biết con nói là dọc dọc dừa đó 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 đẹp lắm má, còn cái miệng trời y chang má luôn, cái môi mỏng mỏng nè như con hố đó, ngồi vậy mỏng vậy. Con nói nè, môi má mỏng hơn môi của ba. Cái gì ông kỳ cục lắm, ba mày mẹ không biết hả? Ông có cái tính kỳ cục, ông ở trên cao bao nhiêu đi nữa nghe người ta nói cái gì cũng không bao giờ nghe, đụng tới cặp môi tự ái lên tiếng liền mà sao mày sức kỳ nha. Môi ba vậy thiệt cái mày đó, môi ba mày vậy còn môi tao mày nhìn đi nghĩ sao mày chê mỏng, trời tao sắc ra hai dĩa còn dư trên này nữa chứ không. Không mà đặc biệt mày biết không, cái này là y chang má luôn nè, cái miệng nó nói mà từ sáng tới chiều nó hoài không bao giờ biết mỏi. Con nói thiệt á. Con biết nhưng mà má nói nhiều với má có duyên chứ bộ, đúng không? Ừ, phải cái đó ba được, vô duyên đâu nghe. Mày gỡ được cái này đó. Ừ. Nhưng mà thôi đừng nói tới cái miệng nữa. Dạ. Quan trọng là mấy cái phụ tùng khác nó làm sao. Ủa, phụ tùng thì chẳng cái gì mà muốn nở là cho nở, cái nào muốn thắt là cho thắt vậy đó. Người ba muốn tìm con dẫn nó lại đây liền đi con. Thôi nó sao vậy, nó mắc cỡ lắm, nó mắc cỡ y chang như má vậy đó, cỡ ngại lắm. Không sao đâu, bây giờ con cứ dẫn nó tới đi. Ừ. Cái gì má chui vô buồng má trốn. Má rình rình má coi hả? Ừ. Vậy nha. Ừ. Má nhớ má trốn rồi cho con điện thoại cho nó tới. Ừ. Má tới đây má trốn giùm con nha. Má trốn liền, má trốn liền. Má nó mắc cỡ lắm. Ừ. Rồi, đi đi con. Điện thoại nó đi. Sao má trốn đi? Từ từ nó qua má mới trốn. Từ từ, nó ngồi đi. Giờ má trốn đi rồi con mới điện nó nói chuyện chứ. Nhưng mà con nhớ con kêu nó qua liền nghe. Ừ, qua liền đó. Trốn thì trốn con đi. Thôi má đi liền. Ừ. Alo, Hồng nó hả cưng? Đang làm gì đó? Ủa, gì? Nặng bụng hả? Nặng làm sao cho cái mặt á, hố hàng rồi không đi. Hết đẹp đó nghe chưa? Anh không có thương nữa đâu á. Nặng mụn rồi, tính làm gì? Hả? Chạy nợ hả? À, chạy bộ. À, anh điện thoại bên anh nó mất sóng, nghe không có rõ. Rồi, chạy bộ xong rồi, em làm gì nữa? Hả? Tắm rửa hả? Tắm mà, còn tắm được rồi. Chắc là lâu lắm ha. Thôi, em khỏi chạy bộ chỉ cho nó mệt. Chạy thẳng qua nhà anh nè. Anh chờ em lâu lắm, anh chịu không nổi nè. Qua nhà anh nè. Có chuyện quan trọng muốn nói với em. Nhớ nghe chưa? Qua đây á, mặc quần đàng hoàng á. Trời ơi, không phải ai nói là em mặc quần áo cho đàng hoàng á, chứ đừng mặc cái mini zip như bữa hổm, nghe không? Ừ, qua liền nghe. Ủa, nó nói nó qua liền hả con? Ủa, nãy má rình con hả? Má đâu rình, má đứng hồi nãy giờ đây, tại mày quay mặt kia mày không thấy mày nói rình. Trời ơi, nhà cổ rình ở đây nè. Má lên đi, má trốn đi, cổ qua liền bây giờ đó. Má chọn má coi chút. Ê, giống chào mà thái coi à. Thần của con. Anh. Hả? 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 Gì mà kêu cách gì trời. Ngồi đi. Trời ơi, sao? Gì á? Sao? Mặc quần kia. Trời thì cái này là cái quần chứ là cái gì? Cái quần nhưng mà ngắn quá. Trời, cái quần này là quần dài nhất của em rồi đó. Quần trời. Cái mặc quần đấy, cái quần này dài nhất rồi. Dài lắm rồi đó hả? Không có đủ câu mặc vậy kỳ lắm. Ừ, em về nha. Về chi? Ra chợ Bến Thành mua bộ dài mặc vô cho vừa lòng anh. Thôi mà,
Thôi được rồi, ngồi xuống đây đi, có chuyện nói nè. Bắt tao mặc đồ dài, đồ kính mít thôi, bắt em đi chết mà xuống không? Thôi mà. Bắt chuyện gì? Ê. Gì? Sao có cái cục gì hai lỗ mũi bự vậy vậy? Đang nặng mụn quá. Tôi kêu tao đi qua cho nhanh nhanh gấp gấp. Chưa có nặng kịp mà thấy không? Về nha. Về chi nữa? Nặng mụn. Thôi. Quá. Về nặng mụn lâu lắm. Chuyện gì nữa lẹ lẹ đi. Bây giờ này có chuyện quan trọng muốn bàn với em. Chuyện gì? Về bàn về cái chuyện tương lai của hai đứa của mình. Trời ơi. Ủa thôi. Hai mình có tương lai đâu mà tính. Gì hả? Cái chuyện em nháy nháy đâu rồi? Con nào chảnh phải không? Không có, không phải mà hát. Cái cổ á, cổ sáng ngày xuân khó chịu quá. Thôi, bỏ chuyện quên là hết rồi. Nè, anh tính gặp em để mà... Gì? Bạn chị duyên nợ hai đứa tụi mình. Có thể mình trở thành chồng vợ lên. Trời ơi. Ông ơi. Hả? Điên rồi hả? Hai đứa không nghề không ngỏng. Lấy nhau rồi đi bóc kiếp ăn. Gì nữa vậy? Gì có ai chọn không? Không à, phải không? Nói chuyện nghe muốn nhìn đâu mà nháy nháy đá lòng nghe hoài vậy? Không phải, tại vì anh hồi sáng giờ không hiểu sao mắt trái giật qua nè. Trời ơi, mắt trái anh giật phải không? Ngon rồi đó. Mắt trái anh giật có nghĩa mắt phải anh sắp bị bầm á. Bảy bả quá, kỳ cục quá. Anh muốn là kêu hôm qua hôm nay. Làm cái gì nó hoài nãy giờ. Để cho má con mắt em. Mắt hả? Má anh con mắt em hả? Trời ơi, trời ơi mắt rồi. Để chi mắt này nó giật quầy rồi. Để mà được á, má cưới vợ luôn. Thôi em ơi, đang bị gì á? Em nghe nói má anh bà khó mà bà giữ chứ con quỷ. Không. Ai mà lọt vô nhà anh làm dâu hả? Chẳng khác nào lọt vô chỗ chết. Không, cái đó là với ai? Chứ trường hợp nhà anh là đặc biệt lắm. Anh bị anh là con một, má anh thương lắm, cho nên má muốn chọn người chỉ là kỹ lưỡng á. Chọn kỹ lưỡng hả? Ừ. Cưới vợ cho anh hay là cưới vợ cho má anh mà chọn kỹ lưỡng? Mà bà làm gì khác nào bà thương thân bà không có thương anh hiểu không? Thì thương ai cũng được, miễn chịu là được rồi. Thôi chịu. Nó nghe nè, bây giờ cho má gặp mặt em nha. Gì? Đặng coi được thì cưới luôn. Cưới được. Sao cứ rớt điện thoại hoài á? Nói cái chuyện cưới là tôi chịu không được. Trời. Nè, lỡ má anh chịu mà em không chịu thì sao? Bởi vậy, đó mà là nỗi khổ tâm của anh. Khổ ghê. Đưa về cái chục đứa rồi. Vậy? Không phải. Trước tôi là đưa bao nhiêu người về đây rồi? Không phải. Em ngồi xuống đây, ngồi xuống. Anh về đến giải bài cho em biết nè. Trước đây thì anh cũng có dẫn nhiều người giới thiệu. Nhưng mà chỉ có lần này á, anh nói má anh nói là lần này là em là khác. Trường hợp của em á là biết sao, anh biết chắc là má sẽ chịu. Em giống má lắm. Đẹp, dễ thương, y chang như má vậy đó. Cho nên anh nghĩ là má chịu. Ừ. Nghĩa là em cũng đẹp ngang ngửa má luôn hả? Ừ, đúng rồi đó. Điều kiện quá. Ừ. Không có điều kiện gì nha. Điều kiện gì? Khi mà em làm vợ anh rồi. Cái gì cũng được hết. Anh hứa là anh phải coi em bằng má nha. Ừ. Có nghĩa lúc nào cũng phải kêu bằng má. Được không? Được vậy á? Ừ, kêu bằng má cũng được. Được. Ngứa nha. Ngứa. Nó nghe nè. Ừ. Sao nãy điện thoại không nói luôn? Để ta coi ôm đồ, ta quen cái một qua đây đi. Bắt công về bển thì đem đồ qua không? Em ghét lắm. Mà nói trước nha. Dồn vậy. Sao? Nếu mà chịu là làm rụp rụp đi ha. Ừ. Em không thích làm cô dâu. Em thích làm cô dâu. Thích làm đám cưới nó rườm rà quá đi. Ui. Không, đời em đơn giản vậy nên cái rụp thích là làm cái rụp. Mà em nói nha, nào giờ yêu nhiều lắm á mà chưa ai mở lời đám cưới với em đâu. Mà ta nói câu á, cưới chồng phải cưới liền tay chứ để lâu ngày con khác nó hốt đi nên được rồi đó. Ok em chọn anh. Mà nói trước nha, sống mà hợp là sống luôn tới già, mà không hợp 7-21 ngày là mới ba cho lấy thằng khác thôi nha không? Ừ. Về nha không? Ừ. Về qua bển con đồ qua đây ở liền nha không? Ừ, phải. Gì? Giờ vậy nè, em về đi ha. Rồi cái tối rồi mình gặp mình bàn chuyện này tiếp. Tiếp ha? Ừ. Bây giờ em về cô, anh nói chuyện với má anh coi, má
6 triệu em chưa không? Ừ, anh biết liền không? Bây giờ này em đi về ha. Ừ. Xong cái anh mà nãy giờ phát má anh biết rồi. Má anh hả? Không có. Chắc má anh sẽ chịu mà. Rồi tối cho mình gặp nhau mình trả lời cái vụ này nha. Nghe xong gom đồ ở đây ở luôn làm dâu luôn nhé. Ừ nha. Tối nha. Về. Hẹn cũ cũ. Cái gì? Biết nha. Cái nào? Trời. Không có cái khổ bị nữa. Uống ra. Rồi rồi hết. Về nha. Về đi. Đâu là tôi gã đó. Ông nói câu này đúng nè. Nhưng mà mình phải xem xét cho kỹ nha.
biết tại sao không? Sao? Bởi vì cuộc đời tôi đã từng giẫm phân một lần rồi thì tôi phải biết nó thúi, đúng không? Bởi vì con nhỏ nào mà giống hệt như bà là dẹp đời của tôi, thà chết vinh hơn sống nhục, hiểu chưa? Giống hệt như bà là dẹp. Đọc báo hoài, xách cái giỏ đi chợ đi. Đó không phải là chuyện của đàn ông. Vậy thì anh lên phòng đi, em cho anh làm chuyện của đàn ông. Mới sáng sớm, thôi đưa giỏ đây anh đi chợ cho. Chồng con gì mà làm biến thấy sợ rồi. À, Bích. Anh Tâm. Anh Sơn có nhà không Bích? Có gì không anh? À, định rủ Sơn đi làm chuyện đàn ông. Chuyện đàn ông mà là chuyện gì mới được chứ? Thì đàn ông có chuyện gì đâu làm thì cũng chuyện đó thôi chứ chuyện gì? Chuyện đó là chuyện gì? Phải rõ ràng với em mới biết. Thì hai đứa định đi tập tạ mà. Tập tạ gì mà riết thấy cái bụng còn bự hơn cái ngực nữa. À, anh Sơn nó có nhà vậy thôi ông ấy cho anh ngồi đây anh chờ anh Sơn được không? Anh ngồi anh chờ đi, anh Sơn ra chợ xíu anh về liền á. Anh chờ anh uống nước nè. Cảm ơn Bích. Anh tắt. Anh có biết là em là vợ của bạn anh không? Anh có một lời đề rất là khiếm nhã đó nha. Với một điều kiện, một nụ hôn 100 đô được không Bích? Hùng hạ tái được 200. Sơn, hồi nãy anh Tâm kiếm anh á, anh thấy anh không? Ủa, vậy nó có trả anh 200 đô không? 200? Hả?